Hà Tĩnh phát hiện thêm 1,4 tấn mỡ động vật bốc mùi hôi thối. Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh vừa phát hiện, thu giữ 1,4 tấn mỡ động vật đang bốc mùi hôi thối tại cơ sở chế biến thực phẩm do ông Bùi Minh Duyên, sinh năm 1988, trú tại thôn Tây Hồ, xã Thuần Thiện, làm chủ. Theo thông tin từ Công an huyện Can Lộc, vào hồi 21 giờ 15 phút ngày 6 tháng 10 năm 2022, tại trang trại của ông Võ Văn Hoài, sinh năm 1956, ở thôn Tân Thượng, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an xã Thiên Lộc kiểm tra cơ sở chế biến thực phẩm do ông Bùi Minh Duyên, sinh năm 1988, trú tại thôn Tây Hồ, xã Thuần Thiện, làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 40 bao tải, mỗi bao có trọng lượng 35 kg với tổng trọng lượng hơn 1,4 tấn. Mỡ động vật đang bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, ông Bùi Minh Duyên không xuất trình được giấy phép hoạt động hay giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và các giấy tờ khác chứng minh nguồn gốc xuất xứ số mỡ động vật nói trên. Làm việc với cơ quan công an, ông Duyên khai nhận trước đó đã thuê trang trại của ông Võ Văn Hoài ở xã Thiên Lộc để làm cơ sở chế biến thực phẩm, đồng thời thuê anh Phan Nhật An, sinh năm 1986, trú phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, trông coi cơ sở và tham gia chế biến mỡ động vật. Toàn bộ số mỡ trên được ông Duyên thu mua tại các chợ đầu mối trên địa bàn toàn tỉnh, sau đó đem về chế biến để bán kiếm lời. Theo đó, số mỡ này dự định sẽ bán cho một cơ sở chế biến thực phẩm tại Hà Nội. Tuy nhiên, khi chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ. Hiện Công an huyện Can Lộc đã lập biên bản vi phạm, tịch thu toàn bộ số mỡ bẩn nói trên để tiêu hủy, đồng thời tiếp tục xác minh, điều tra, mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, đối tượng Phan Nhật An, sinh năm 1986, trú phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, tạm trú tại thôn 4, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, từng hai lần bị Công an huyện Hương Sơn phát hiện, xử lý liên quan đến 2,4 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc tại nhà mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Lương, 65 tuổi, trú tại thôn 4, xã Sơn Trà.